Anh yên tâm đi, chị em không phải là con người vô lý đâu. Thiệt vậy? Sao mấy thằng bạn em nói là chị em dữ lắm, nhất là mấy thằng nghiệp cũ nữa. Tại nói là chị ấy Trời ơi, ba mẹ mất sớm nên là chị đó phải trang trải để nuôi em, nên là chị thương em lắm. Chắc là chị em sẽ không có định đánh anh nữa. Chị ơi, em Ruby yêu nhau là thật lòng, cũng giống như là cái cây xanh yêu lá vậy á. Hôm nay em tới đây là để chứng minh cho chị thấy là em yêu Ruby nhiều như thế nào. Mời cậu ngồi. Cậu uống nước đi. Dạ. Thì ra đây là cái thằng khiến cho em từ mặt chị 2 tháng nay á. Chị ơi, nếu mà chị nghĩ em đến đây là vì tiền á thì không phải là vậy đâu. Em và Ruby yêu nhau rất là thật lòng, tuy là em có nghèo á. Ê, chưa hết. Tuy là em có nghèo thiệt á, nhưng mà tất cả những tình cảm em dành cho Ruby đó là thật lòng. Không phải, ý tôi không phải như vậy, mà là ngược lại. Em có nghe gì không? Ngược lại! Trời ơi! Giờ là số tiền này là chị mình... Yeah! Số tiền này là để dành cho Ruby. Hả? Mày diễn như đó đủ rồi đó. Từ bữa đến giờ bạn bè mày gọi điện cho chị để đòi nợ quá trời kìa. Đi mượn nợ khắp nơi rồi đúng không? Yêu đương thì cũng vui á, nhưng mà đến lúc bị chị cắt thẻ hết tiền rồi mới bắt đầu biết mò về hả? Là sao vậy Ruby? Mày nghĩ mày dắt một thằng bạn trai về đây rồi diễn khổ nhục kế với chị là xong hả? Hay là nghĩ thằng này nhìn ngoan hiền hơn thằng trước nên là chị đây sẽ mũi lòng tác thành cho hai đứa rồi mở lại thẻ cho mày? Ruby, chuyện này sao vậy? Mày giải thích cho anh biết đi. Chị chưa nói hết. Số tiền này á thì làm sao đủ với mày. Chị có thể mở lại thẻ cho mày, nhưng mà mày phải nhường anh ta cho chị. Hả? Vậy là chị nhắm da lông ngay từ đầu rồi hả? Được, vậy nếu mà chị thích da lông quá thì em dùng da lông lại cho chị á. Ê, anh đâu phải là món hàng đâu, muốn bán là bán hả? Ê, ê, Ruby, 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 Ruby. Còn đây là số tiền
để làm bạn trai của tôi. Đồ phủ tinh, cô cút đi. Tôi sẽ sống thật là hạnh phúc. Từ giờ mình hẹn hò đi. Mình phải sống với nhau thật là hạnh phúc. Chị ơi, có phải là tụi mình quá sớm không? Tụi mình chỉ mới biết nhau mới có một tuần thôi mà. Hôm trước á, không phải cậu mạnh miệng lắm hả? Phải sớm như vậy thì hạnh phúc mới đến nhanh chứ. Nhưng mà như vậy là sớm quá. Ở ngoài kia có nhiều người như vậy, tại sao chị lại chọn tôi vậy? Mấy người đó chỉ muốn tài sản của tôi thôi. Tên nào cũng như tên nào, nên tôi chọn Đại á. Đại á? Anh có sao không? Cô đã như vậy trong vòng bao lâu rồi? Như vậy là như nào? Thì kiểu phải luôn phòng thủ á. Vì hành động hồi nãy hả? Không, tôi thấy vậy thôi. Mà kể ra thì thấy cô cũng giỏi quá. Một mình phải bươn chải rồi làm nên hết tất cả mọi thứ. Mình phải lo cho Ruby nữa. Luôn luôn một mình như vậy chắc là cô đơn lắm. Tôi còn có Ruby mà. Nhưng mà ánh mắt của cô nói lên điều đó. Bộ anh vẫn luôn mang theo băng keo cá nhân như vậy hả? Ngay cả trong ngày thành hôn. Thì tôi cũng đang cố gắng làm sao để xứng đáng với cô hơn thôi mà. Rinzy, cái thằng nghèo rớt mồng tơi này nó có gì hơn anh hả? Nghèo đối với tôi á thì cái công ty rách nát của nhà anh cũng không hơn là bao nhiêu đâu. Anh đến tìm tôi không phải chỉ vì ba anh muốn cái thằng vô dụng như anh giúp ích được cho công ty thôi hả? Cô yên tâm, bây giờ có tôi rồi, cô không phải một mình nữa đâu. Tôi sẽ bảo vệ cho cô. Cái gì? Cô nói gì? Cô tên là... Cái gì? Ê,
là mình có gì mình bình tĩnh nói chuyện nha. Dù vậy cũng là phụ nữ nên là mình cứ nhẹ nhàng thôi. Anh đi về đi, tôi đã nói chuyện với ba anh rồi. Không đến lượt một thằng vô dụng như anh lên tiếng đâu. Cô. Ôi, anh bình tĩnh với anh. Anh ơi, anh ơi, từ từ, có gì bình tĩnh nói chuyện. Ôi, anh ơi, anh bình tĩnh với anh. Có gì mình từ từ mình nói chuyện nha. Dù gì cũng là phụ nữ mà, nên là mình có gì mình từ từ. Alo, nghe ba. Cái gì nhưng mà chuyện này. Cô được lắm. Tôi đi ra ngoài một chút nha. Ơi là mạo chứ không biết. Quê chết rồi. Đã nói là đừng có ra dễ rồi. Ủa? Phòng Ruby mà. Sao em lại giấu anh? Sao lại biết được? Thì ra đây là lý do mà em lựa chọn để rời xa anh đó hả? Em nghĩ gì vậy Ruby? Em nghĩ là tình yêu của anh dành cho em không đủ lớn hả? Em có cảm thấy mình quá ích kỷ không? Uống chi là cái căn bệnh ung thư này. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi mà. Anh sẽ cùng em vượt qua. Ủa? Ai đây Ruby? Thằng nào đây? Tôi là bạn trai của Ruby. Sao mới chia tay anh được có một tuần mà em đi yêu bạn trai mới rồi? Anh nói cái gì vậy? Tôi Ruby quen nhau được 2 tháng rồi. Tới nước này rồi mà em vẫn còn chọn cách là giấu anh hả? Em không tin tưởng anh hả? Anh đã nói rồi. Hay để cho anh được cùng với em vượt qua được căn bệnh ung thư quái ác này được không? Ung thư? Ai bị ung thư? Vậy tờ giấy này là của ai? Trời ơi, cái đó là của chị Racy. Đi ra ngoài đi. Em nói chuyện với Gia Long xíu. Ok. Mệt quá. Ngay từ đầu á, anh chỉ là công cụ để cho chị tôi mở thẻ thôi. Thật ra á, người yêu của tôi là anh Huy. Nhưng mà tôi không hiểu sao á, chị tôi ghét ảnh lắm. Có mỗi lần gặp ảnh á là ném chai vô mặt à. Tôi giận quá nên là bỏ đi. Nhưng mà tại vì tôi hết tiền nên là tôi mới lợi dụng anh về ra mắt chị tôi để cho chị tôi mở thẻ. Nhưng mà cũng may là chị tôi nhìn trúng anh đó. Thôi thì tôi nhường lại cho chị tôi coi như là lần cuối. Cô tôi mệt quá à. Tại sao cô luôn chọn cách cô đơn như vậy? Làm gì vậy? Anh yêu em. Cái gì vậy? Tôi xin lỗi.
Tôi bị bất ngờ. Bất ngờ của cô cũng làm cho tôi bị bất ngờ á. Thì tại mấy ngày nay anh cứ càm ràm đây là hôn nhân sắp đặt nên là tôi... Từ giờ sẽ không như vậy nữa. Từ giờ anh sẽ yêu thương em bằng một cách tuyệt đối, không để cho em phải cô đơn nữa đâu. Bây giờ anh chỉ muốn mang lại hạnh phúc cho em mà thôi. Và em cũng vậy. Anh đã từng như vậy á? Ừ, anh rất tốt bụng. Anh đã xuất hiện vào lúc mà em đau khổ nhất. Thật ra em thích anh lâu rồi, nhưng mà không ngờ anh lại trở thành bạn trai của Ruby trước khi mà em kịp nói với anh. Anh xin thề, anh sẽ yêu em đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời em. Nên là em yên tâm, em sẽ không bị cô đơn nữa đâu. Mặc dù là anh biết em sắp phải đi xa, dù thời gian của em không còn nhiều, dù em có sắp phải ra đi đi chăng nữa thì... Ra đi? Ừ, anh biết mà. Em sắp phải đi đến một nơi rất xa đúng không? Nhưng mà nơi đó... Sao anh biết là em sắp đi Mỹ? Ủa? Em đi Mỹ á? Ủa chứ mà em đi bán muối hả? Không, ý là không phải em bị ung thư hả? Ung thư? Ai nói với anh vậy? Em chỉ bị ung thư giai đoạn đầu thôi. Chỉ cần đi Mỹ điều trị một thời gian là sẽ khỏi. Vậy là em sẽ không chết. Nhưng mà đến lúc bị chìa khóa thẻ. Anh yên tâm đi, chị dạy. Tại sao bảo là hàng nhiều rắc áo ôm này? Nhiều rắc áo ôm. Tại sao?